Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros đến từ Original Game Liffair. Để tham gia dự án Eros thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó sẽ làm quan các nhiệm vụ trên Telegram và gọi cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm bắt đầu mình. Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập mã captcha ở đây nhé. Ok. Tiếp theo bấm con tin. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh group và kênh chân này chân New Telegram, sau đây bấm submit data ở đây và theo dõi này. Sau đây bấm tích tôi không phải là người máy. Bấm bắt đầu, sau đó mọi người sẽ nhập mã captcha ở đây nhé. Ok, này sẽ có cái một phép tính ở đây, mọi người sẽ nhập số cái phép tính ở dưới này nhé. Sau khi nhập xong thì bấm quay trở lại. Rồi sau khi quay trở lại mọi người có thể chat anh đây được nhá. Rồi ok, quay trở lại. Bây giờ bấm vào submit data. Ở đây join vào kênh chân New Telegram luôn. Bấm tham gia kênh. Sau đó quay trở lại. Bấm đôn. Tiếp theo follow Twitter, like và retweet lại bài đăng. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Rồi sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet lại bài đăng này cho mình. Ok, quay trở lại Eros. Bấm vào copy profiling kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp đến visit website, ở đây mọi người sẽ bấm vào website để mọi người theo dõi thôi. Tức là xem website. Mọi người kích vào, sau đây bấm đôn mình. Mạng mình hơi kém, mọi người thông cảm nhé. Rồi tiếp theo do vào kênh Discord, sau đấy mọi người sẽ gửi username kênh Discord của mọi người vào đây cho mình nhé. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau đấy bấm vào verify tài khoản. Ok, ở đây mọi người bấm vào đây, tích vào đây. Rồi, tích vào đây. Ok, sau đó kéo sang phải này. Mọi người sẽ bấm vào avatar. Ở đây mọi người sẽ có cái username kênh Discord của mọi người đây. Copy lại mọi người sẽ gửi vào Telegram cho mình nhé. Ok, tiếp theo là follow kênh Reddit. Ở đây bấm join này. Sau đấy mọi người bấm trở lại. Bấm vào avatar. Sau đấy mọi người copy username kênh Reddit của mọi người đây, rồi vào Telegram. Là xe GS. Hai năm, hai sáu năm tám. Ok. Tiếp đến ở đây nó hỏi là mọi người join vào kênh liên kết Telegram chưa? Mọi người join vào bấm đôn cho mình nhé. Follow live rồi tiếp là cái liên kết. Mọi người tìm đến bài đăng của dự án. Đây bài đăng này, bấm thích này, retweet là bài đăng. Ok, quay trở lại Eros. Bây giờ bấm Z. Rồi, đăng ký kênh YouTube cho mình. Ở đây bấm đăng ký này. Đăng ký kênh. Sau đây bấm trở lại. Bấm vào avatar. Sau đây bấm vào kênh của bạn. Ở đây mọi người sao chép profiling kênh YouTube của mọi người nhé. Sau đây mọi người sẽ gửi vào đây cho mình. Ok. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví. Ở đây mạng lưới Solana. Mọi người sẽ dùng ví solet.io cho mình nhé. Thì anh em vào copy địa chỉ ví solet.io cho mình. Bấm đăng nhập này. Inlog. Sau đó mọi người vào đây, mọi người sao chép địa chỉ ví mình. Ok, vào đây bấm sao chép này. Repeat này. Bấm sao chép địa chỉ ví cho mình. Ok, sau đó quay trở lại Eros. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví Solana vào cho mình. Rồi
Và cuối cùng mọi người sẽ có một link rep mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia giải này. Rót này bấm static để chơi dư nhé. Với dự án này thì sẽ có 5.000 người sẽ nhận được là 650 token OGL đến từ mạng Solana mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.